ta tận tình cùng đến, nhưng mà cái điều rất là xui là bị công an phạt xe. Dạ, hôm nay là ngày mấy rồi nha? Hôm nay là ngày 1 tháng 3 đúng không? Thì theo nguyên tắc là cấm đậu ngày chẵn. Ngày lễ đúng rồi, nhưng mà theo quy định ở nhà là đậu sai giờ. Dạ. Đậu sai giờ cái nhà thì đậu được từ quyền là từ 6 giờ đến 8 giờ cấm dừng đổ cái nhà ha. Còn là chị bà đậu đây thì thể là dính một cái phạt nguội rồi. Dạ. Thì thôi mấy anh làm việc đúng luật thôi, không có đề gì hết. Dạ. Dạ. Thì xong thôi, chị ba lên trên cơ quan nộp phạt thôi. Dạ. Thì hôm nay cái ngày là rất là đặc biệt luôn á. Dạ. Là cái ngày dỗ ngày dỗ ba thành Mỹ. Dạ, ba thành Mỹ đó là bác Tư anh. Dạ. Thì như cả nhà biết trước ở lần trước cũng vậy nghe, lần trước thì anh Hai Vũ Lưng cũng bị vậy. Thôi dạ. Bây giờ anh Minh ở đây rồi, qua mình nói chuyện xíu nghe nha. Rồi. Quay hết mà. Này khoảng nhiêu tiền anh Bốn Phương? 900 đây này. 900. Tầm khoảng ở trên dưới 1 triệu gì đó. Phạt nguội á chị ba. Cái này là quay luôn rồi, quay. Trâm ơi. Đây là sai giờ. Ở đây chắc đậu. Không phải đâu, ban ngày là cấm đậu xe luôn. Cấm đậu luôn mà cả hai bên. Ngày chẳng đó. Nhưng mà sai giờ. Dính đúng ngày mà sai giờ. Không, cứ lại cho mình vậy. Đúng rồi, cứ lại. Đúng rồi, cứ lại. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Quay hết rồi chị. Không có kịp đâu. Không kêu chi chị. Không kêu chi. Rất là không may mắn như mọi người. Vậy là bên phía các anh chị ngày hôm nay thì lại bị nãy giờ thì cả nhà thấy nha, bên mấy anh cơ quan chức năng thì cũng đã đến để lập biên bản phạt nguội thôi. Câu chuyện thì không có gì to tát ở nhà, thì cái này là hôm nay là mình cấm ngày chẵn ngồi lẽ bình thường, nhưng mà nó sai giờ thôi, là cấm từ 6 giờ 10 đến 18 giờ. Cái nhà hôm nay là rơi vào khoảng 14 giờ thì phải chịu thôi. Thì cái lỗi này thì theo quy định là khoảng tầm trên dưới 1 triệu hay cả nhà ha. Thì đó. Nói chung anh là những anh chị nghệ sĩ á, dạ, đến dân hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh á, đúng rồi, cũng thường xuyên mắc cái lỗi là bị phạt á. Dạ. Thì vừa rồi là cũng có là anh Kim Tiểu Lâm cũng đã bị rồi. Đúng rồi, Vũ Long bị luôn, rồi anh Hai Vũ Lưng bị luôn. Dạ. Thì mình cũng mong muốn là sao là ví dụ như bên cơ quan chức năng cũng tạo điều kiện cho những cái xe mà cá nhân ở nhà đậu dưới cửa nhà đó nha. Tại vì ở đây cả nhà thấy đường rộng, không có bị kẹt xe gì hết. Mà đường này thì nó cũng không phải là đường thông, nó đường đường cục anh ha. Dạ. Khi cả nhà cũng phải thông cảm luôn, bên có chức năng phải thông cảm cho anh chị đi chứ bây giờ cứ mà phạt gì hoài thì cô bác đến thắp hương hay là gì đó người ta cũng ngại nữa, muốn tâm sự chị Long hơi ngại anh ha. Dạ đúng. Dạ. Thì nó cũng có nhiều việc mà để quay và chia sẻ cả nhà trong tin hôm nay. Thì hôm nay là đám giỗ của ba thành Mỹ thì cũng rất là đông, mặc dù là chị Long không có thông báo mời nhiều, nhưng mà hôm nay rất là đông anh chị trong nhóm, trong team biết được đây là ngày đám giỗ của ba thành Mỹ đến và để chia vui, qua là gọi là để kỷ niệm ha, kỷ niệm đi ha. Thì dạ, yêu thương mà đến đó. Đúng rồi. Thì nói chung á là chị ba Bình Tinh này, rồi anh Hai Vũ Lưng. Dạ. Thì vừa rồi cũng có chia sẻ lên cái trang Facebook cá nhân á, là cũng coi là chị Bình Bum và anh Thành Mỹ là cũng như là em ruột luôn á. Đúng rồi anh. Dạ. Cho nên là có cái chuyện gì thì cũng muốn đến là tham dự cho nó vui. Dạ. Dạ. Nói chung là như vậy cả nhà. Thì nếu mà tránh trường hợp không bị phạt á thì cả nhà là cho đưa vô hẻm đậu nha. Hẻm đậu động như xe của anh Sang này không bị phạt cả nhà ha. Còn đậu ngoài đường là đây là đang có chế độ là cấm theo ngày và cấm dừng đổ theo ngày, với hai là cấm theo giờ nữa nha. Thôi nói chung là chị ba cũng thông cảm cho cô chức năng. Cô chú thì hiện tại bây giờ là vợ chồng anh Sang cũng đi ra ngoài công việc. Đó thì nói chung á là cái bị phạt đấy anh thì cũng không có ai muốn hết, nhưng mà về cái công việc thì bên kia cũng phải làm. Dạ. Yeah. Yeah. Chung là có chức năng thì họ làm theo nhiệm vụ thôi. Dạ. Cái nhà ha. Thì bây giờ là không phạt theo trực tiếp, nhưng mà họ phạt theo dạng như là biên bản nữa nha, theo biên bản phạt nguội thôi. Thì mấy anh đó cứ quay xong rồi có gì là lên đó làm bị. Nhưng mà nếu mà chứng minh được là xe mình cá nhân mình đậu và mình có người ngồi trên xe anh thì có thể là được nha.
tại vì không biết là có người nhận gọi xe hay không. Không, tại sao anh biết không? Nếu mà mình ngồi trên xe á, là mình có bật xe nhanh á, là công an giao thông sẽ không phạt. Tại vì á, là mình ngồi trên xe, mình bật xe nhanh là mình có thể đi liền được. Dạ. Còn đây là mình đóng cửa xe mình xuống mình đi hết rồi. Xe không có ai, người ta mới xuống quay video đó. Dạ. Nhưng mà không biết có người xe không, mình đang thắc mắc cái đề nè. Nếu người xe thì xin được anh, tại vì đôi khi á, thông cảm là đây là nhà đến để thì cá nhân thôi, không phải là đậu lâu, không phải đậu như kiểu như là đậu như taxi á, đậu liên tục, hiểu không? Nghĩa là cá nhân lâu lâu mình đậu thì có thể là mình xin họ được vấn đề này thì thông cảm hay là mức phạt nào đó thấp nhất cho có thể. Thì đó là cái quan điểm của mình chia sẻ cho cả nhà về câu chuyện này. Nhưng mà dù sao thì luật quy định thì chúng ta phải tuân thủ luật. Giống như cái câu chuyện mà phải tuân thủ luật cả nhà ha. Thì trở lại câu chuyện hôm nay thì cả nhà thấy ha, hôm nay thì anh chị cũng đến đây để cùng với Thành Mỹ, Hồng Loan, rồi chị Ba Bình Tinh, rồi chị Ni và một số anh chị em lên cái Bích Châm của đến đây để kỷ niệm ngày đám giỗ ba Thành Mỹ. Đúng lý ra là có thể là hôm nay chú Bảy cô Sáu cũng đến luôn, nhưng mà biết lý do thì sao? Cô Sáu là bác Tư mà, anh ruột mà sao không đến? Anh ruột mà. Mặt mũi nào mà đến, không có mặt mũi nào mà dắt cái mặt. Em biết mặt mũi gì, nhưng mà dù sao là anh ruột, đám giỗ anh ruột, không biết là họ có cúng hay không. Dạ. Thì câu chuyện này mình cũng đang thắc mắc này cả nhà. Nếu mà tính cái độ mà liên tướng á nha, dạ, cúng á, ủa tại sao bên đó lập bàn thờ đồ cúng chúng ở sự Vũ Linh đúng không? Đúng rồi. Ủa đây là anh ruột của chúng ở sự Vũ Linh luôn. Dạ. Mà bên đó hiện tại bây giờ thì đâu có tưởng nhớ gì đâu, cũng đâu có là thấy là chia sẻ gì cái ngày cúng này đâu anh. Anh nhắc thì mình mới nghĩ ý tưởng gì nè. Dạ. Tại sao á là họ chỉ cúng là cúng bát năm. Bát năm đây thôi. Mà tại sao không thấy thờ những cái người đã khuất khác? Thì chúng ta một điều là cả nhà thấy là họ đang có một cái gì đó liên quan đến những cái âm mưu gì đó cả nhà, hoặc là muốn kêu gọi mọi người về cái phản cúng điếu hay là quyên góp tiếp tục. Theo như em biết, theo như là em biết luôn á, tại vì chú nghệ sĩ Vũ Linh có tiền và có tài sản cho nên là bên kia nó cúng nó kiếm. Ngoài có tiền và tài sản là một người có tài chính, còn cố nghệ sĩ là một người có tiếng, có tiếng và thành danh, nên những người kia thuộc cái dạng gọi là đu bám theo anh trai của mình, anh theo cố nghệ sĩ, nên mới được những người đó cả nhà. Còn theo như tôi được biết đó nha mấy anh em, thì khi sinh thời bác Năm, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của mình là ba của chị Hồng Loan hiện tại bây giờ đó, là bác Năm là cái thời mà đương thời á, ở trên sân khấu á, là bác Năm cũng đã thương cô Sáu chú Bảy khá là nhiều, và cô Sáu chú Bảy cũng đã quậy bác Năm cũng khá là nhiều về vấn đề đó. Và sau đó là cũng giúp cho cô Sáu chú Bảy qua một số việc ha cả nhà. Thì đó, thì cả nhà cũng thấy rồi, cô Sáu với chú Bảy khi mà bác Năm còn sinh thời á, là bác Năm là phải tốn rất là nhiều tâm tư. Trong câu chuyện đó thì anh em mình đã biết rất là nhiều rồi, nhưng mà ý muốn ở đây mình muốn nói là việc mà không đến cô Sáu chú Bảy là một điều quá là hơi gọi là bất hiếu đối với anh trai mình. Thì thôi cả nhà mình chỉ nói tới đây thôi nha.